Này tới phẩm thứ 19, tên là phẩm Pháp Sư Công Đức. Ở trước là nói công đức tùy hỷ, là tùy hỷ công đức là chỉ cho cái người nghe pháp. Bây giờ tới Pháp Sư Công Đức là chỉ cho cái người nói pháp. Thì cái người nghe pháp là cái người được sự chỉ dạy, nhận hiểu. Còn người nói pháp tức là người hiểu trước rồi nói cho người khác hiểu. Thì như vậy đó là trường hợp này là nói về Pháp Sư, là người đã hiểu rồi dạy cho người hiểu. Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài thường tinh tấn Đại Bồ Tát rằng: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ được 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này trang nghiêm, 6 căn đều được thanh tịnh. Thiện nam tử và thiện nữ nhân đó nhục nhãn thanh tịnh với cha mẹ sanh ra, thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, trong ngoài có những núi rừng sông biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đẳng, cũng thấy tất cả chúng sanh trong đó là nghiệp nhân duyên quả báo chỗ sanh ra phải đều thấy biết. Đoạn này có hai phần, phần đầu là nói tổng quát, rồi phần sau là mới đi chi tiết. Bây giờ nói tổng quát là Đức Phật nói rằng: nếu cái người nào mà trì kinh Pháp Hoa và đem giải nói cho người nghe, thì người đó sẽ được công đức. Ở mắt thì được 800, ở tai thì được 1200, còn ở mũi thì được 800, ở lưỡi thì được 1200, còn ở thân thì được 800, ở ý thì 1200 công đức. Ngay nơi cái thân cha mẹ sanh ra này mà mình được các cái công đức thanh tịnh đó. Thì giờ chỗ này tôi giải thích cho quý vị thấy, nếu chúng ta đã học Kinh Lăng Nghiêm thì ở chỗ này không còn lạ nữa. Tại sao? Bởi vì trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã phân tích cái công đức của 6 căn, phải không? Như vậy thì con mắt tại sao có 800 công đức mà lỗ tai tới 1200 công đức? Chữ công đức đây là nói cái khả năng, cái khả năng của nó. Cái khả năng của nó thì con mắt mình có cái khả năng thấy trước, thấy hai bên mà phía sau không thấy, phải không? Mà thấy trước thì thấy hai bên, thì như vậy bốn phần nó thấy được ba. Bốn phần thấy được ba thì bốn phần thấy được ba thì nó được nhiêu công đức? 800. Còn nếu bốn phần thấy hết thì được nhiêu? 1200. Tức là như vậy là để thấy cho, để nói là cái công đức của nó là cái khả năng sử dụng của con mắt, của lỗ tai, rồi lỗ mũi cũng giống như cái con mắt. Chỉ có cái lưỡi thì công đức nhiều, bởi vì cái lưỡi như lỗ tai mình, trước sau phía nào mười phương nó đều nghe được hết, tất cả tiếng động đều nghe được hết, do đó cho nên nó đủ 1200 công đức. Cái lưỡi mình nói chuyện trên trời được không? Nói chuyện với đất được không? Nói chuyện với địa ngục được không? Ở chỗ nào muốn nói được hết nè, phải không? Cho nên cái lưỡi nó công đức nhiều. Nhiều là tại vì ở đâu nó nói cũng tới hết á, phải không? Còn cái lỗ mũi thì nó ngửi có giới hạn. Đó là nói công đức. Còn cái ý thì sao? Cái ý thì chỗ nào nó cũng nghĩ được hết. Đang ở đây nó nghĩ chuyện ở trên cung trời đau lợi đừng làm gì, hoặc là nghĩ địa ngục người ta đừng hành hạ làm sao, hoặc là nghĩ ở nước này nước kia cái gì đó, nó muốn nghĩ đâu nó nghĩ cũng được hết. Vì vậy mà cái công đức của nó cũng đủ 1200 đó. Thì như vậy ở đây muốn nói cái khả năng của
sáu căn chúng ta, nếu cái người nào mà biết trì kinh Pháp Hoa, hay là nói cách khác ấy, là biết sống trở về với cái tri kiến Phật, sống trở về tri kiến Phật, thì ngay nơi sáu căn này nó đầy đủ cái công đức hay là cái khả năng để từ cái sáu căn bị lục tặc nó phá, nó hoành hành, bây giờ trở thành sáu căn thanh tịnh đầy đủ công đức. Nếu chúng ta sử dụng sáu căn đuổi theo sáu trần thì đó là bị lục tặc nó phá, nó hại. Còn chúng ta biết sử dụng sáu căn sống trở về với tri kiến Phật thì đó là sáu căn thanh tịnh. Như vậy thì đây là tôi nói tổng quá. Bây giờ đi vô chi tiết. Thì chi tiết thì trước hết là nói về cái nhãn căn thanh tịnh. Mà chính con mắt cha mẹ sinh ra đây, mà nếu mình biết thọ trì giải nói kinh Pháp Hoa thì sẽ được cái công đức thấy từ cái cõi xa xăm ở trên là cõi trời hữu đẳm, rồi sâu tuốt ở dưới là địa ngục A Tỳ, tất cả mình đều thấy hết, chung quanh thấy hết. Thì nói như vậy để thấy rằng cái tri kiến Phật hay là cái Phật tánh là cái thể không có tướng mạo, không có sanh diệt, cho nên nó không có giới hạn, nó hằng còn, không có giới hạn. Bởi không giới hạn cho nên ở đâu nó cũng trùm. Vì vậy mà nói là thấy hết. Như vậy thì cái ý nghĩa của con mắt thì quý vị thấy cũng nằm ở trong cái phần trên tôi đã nói. Bây giờ tới cái lỗ tai. Lại thiện, lại nửa thường tinh tấn. Nếu người thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc biên chép, hoặc giải nói, được 1200 nhĩ công đức, dùng tai thanh tịnh đó nghe khắp cõi tam thiên đại thiên, dưới đến địa ngục vô gián, trên đến trời hữu đẳng, trong ngoài các thứ lời lẽ giọng tiếng, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trâu, tiếng khóc la, tiếng buồn than, tiếng ốc, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai, tiếng gái, tiếng đồng tử, tiếng đồng nữ, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng đắc ưa, tiếng chẳng đắc ưa, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng dạ xoa, tiếng càn tháp bà, tiếng atula, tiếng ca lâu la, tiếng khẩn na la, tiếng ma hầu la già, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng súc sanh, tiếng ngạ quỷ, tiếng tỳ kheo, tiếng tỳ kheo ni, tiếng thanh văn, tiếng bích chi Phật, tiếng bồ tát, tiếng Phật. Nói tóm đó, trong cõi tam thiên đại thiên, tất cả trong ngoài có các thứ tiếng, dầu chưa được thiên nhĩ, dùng tai tầm thường thanh tịnh của cha mẹ sanh, thải đều nghe biết, phân biệt các thứ tiếng tâm như thế, mà chẳng hư nhĩ căn. Như vậy thì ở đây nói về cái nhĩ căn. Nếu chúng ta biết sống trở về cái tri kiến Phật thì khi đó là nhĩ căn chúng ta thanh tịnh. Bởi nhĩ căn thanh tịnh cho nên nó nghe được tất cả thứ tiếng. Mà nhĩ căn thanh tịnh này không phải là do tu chứng được quả, được thiên nhĩ thông, chỉ là cái nhĩ căn tầm thường của mình. Nhưng vì tâm thanh tịnh cho nên cái nhĩ căn thanh tịnh, mà từ nhĩ căn thanh tịnh đó cho nên nghe được tất cả các thứ tiếng. Thì bởi vì như khi nãy tôi nói, nếu mà ở tai chúng ta mình đã sống trở về với cái tâm thanh tịnh thì ở tai cũng là cái nghe thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh đó nó không có giới hạn, nó không có chỗ nào là cái chỗ chừng mực của nó, cho nên nó nghe trùng hết, ở đâu nó cũng đều nghe được, không có riêng với chỗ nào, cho nên nó nghe tất cả các thứ tiếng. Đó là chỉ cho cái nhĩ căn thanh tịnh do trở về với cái tri kiến Phật của mình. Bây giờ nói tới lại nữa thường tinh tấn,
Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, trọn nên 800 tỷ công đức, dùng tỷ căn thanh tịnh đó, nghe khắp cõi tam thiên đại thiên, trên dưới trong ngoài các thứ mùi, mùi bông tu mạn na, mùi bông xà đề, mùi bông mạc lợi, mùi bông chim bạc, mùi bông ba la la, mùi bông sen đỏ, mùi bông sen xanh, mùi bông sen trắng, mùi bông mùi cây có bông, mùi cây có trái, mùi chiên đàm, mùi trầm thủy, mùi đa ma la bạc, mùi đa la đa già la, đến trăm nghìn thứ hòa lộn, hoặc là bột, hoặc là viên, hoặc là hương xoa, người trì kinh này ở trong đây đều có thể phân biệt và lại rõ biết mùi chúng sanh, mùi voi, mùi ngựa, mùi dê, trâu, vân vân, mùi trai, mùi gái, mùi đồng nữ, mùi vỏ cây, mùi vỏ cây, cỏ cây, lùm rừng, hoặc gần hoặc xa, bao nhiêu thứ mùi có ra, phải đều được nghe rõ biết chẳng lầm. Người trì kinh này dù ở nơi đây, cũng nghe mùi trên các cõi trời, mùi cây ba lợi chất đa la, cây câu vệ đà la, cùng mùi bông mạng đà la, bông đại mạng đà la, bông mạng thù sa, bông đại mạng thù sa, mùi gỗ chân đàn, trầm thủy, các thứ hương bột, mùi các hoa đẹp, các thứ hương trời, như thế hòa hiệp thoảng ra mùi thơm, đều nghe biết, đã nghe mùi nơi thân của các vị trời, mùi của Thích Địa Hoàng Nhân, lúc ở trên thánh địa, năm món dục vui chơi, hoặc mùi lúc ở trên diệu pháp đường, vì các vị trời đau lợi nói pháp, hoặc mùi lúc dạo chơi trong vườn, cùng mùi nơi thân của các vị trời, nam nữ khác, phải đều xa nghe biết, xoay vần như thế, nhẫn đến trời phẩm thế, trên đến mùi mà nơi thân các vị trời hữu đẳng cũng đều nghe biết, và nghe mùi hương của các vị trời đốt, và mùi thanh văn, mùi bích chi Phật, mùi Bồ Tát, mùi nơi thân các Đức Phật cũng đều xa nghe biết chỗ ở của đó. Dầu nghe biết hương ấy, nhưng nơi tỷ căn không hư không sai, nếu muốn phân biệt vì người khác nói, ghi nhớ không lầm. Ở đây nói tới cái lỗ mũi, tới cái lỗ mũi, thì trong cái lỗ mũi chúng ta được cái tỷ căn thanh tịnh. Mà tỷ căn thanh tịnh là gì? Là do chính chúng ta biết trở về với cái tâm thể thanh tịnh, gọi là tri kiến Phật hay là pháp thân. Từ cái tri kiến Phật thanh tịnh cho nên phát ra nơi cái lỗ mũi chúng ta cũng được thanh tịnh. Mà từ cái lỗ mũi thanh tịnh cho nên chúng ta nghe được tất cả mùi, tất cả mùi gần, xa, mùi nào chúng ta cũng biết được hết. Thì đó là để chỉ cho cái tỷ căn thanh tịnh. Mà do tỷ căn thanh tịnh cho nên nó trùm khắp, nó không có bị giới hạn, dù gần, dù xa, dù trên, dù dưới, tất cả mọi nơi đều được biết hết, không có ngờ vực, không có nghi ngờ gì nữa hết. Đó là cái nghĩa về cái tỷ căn thanh tịnh, do chúng ta biết sống trở về với cái tri kiến Phật của mình. Bây giờ tới cái lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, được 1.200 thiệt công đức. Những món hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc ngon, hoặc dở, và các vật đắng chát ở trên lưỡi của người đó, đều biến thành vị ngon như vị cam lồ trên trời, không món nào là chẳng ngon. Nếu dùng thiệt căn đó ở trong đại chúng nói pháp, có chỗ diễn nói ra tiếng sâu màu, có thể vào tâm chúng, đều làm cho vui mừng sướng thích. Lại các vị thiên tử thiên nữ, các trời thích Phật nghe tiếng tâm thông diệu mà diễn nói, ngài diễn nói ngôn luận thứ đệ phải đều để nghe. Và các hàng long long nữ, dạ xoa nữ,
càng tháp bà nữ, Atula nữ, ca lầu la nữ, khẩn na la nữ, ma hầu la già nữ, vì để nghe pháp mà đều đến gần gũi cung kính cúng dường. Và tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, quốc vương, vương tử, quần thần quyến thuộc, tiểu chuẩn luân vương, đại chuẩn luân vương, bãi báo nghìn người con cùng quyến thuộc trong ngoài ngồi cung điện đồng đến nghe pháp. Vì vị Bồ Tát này khéo nói pháp, nên hàng bà la môn cư sĩ nhân dân trong nước trọn đời theo hầu cúng dường. Lại các thanh văn bích chi Phật Bồ Tát, các đức Phật thường ưa thấy người đó. Người đó ở chỗ nào các đức Phật đều xoay về phía đó nói pháp. Người đó đều hay thọ trì tất cả Phật pháp, lại có thể nói ra tiếng pháp sâu màu. Ở đây nói về cái thiệt căn. Nếu mà người nào nghe kinh Pháp Hoa thọ trì vì người đọc tụng giải nói á, thì cái người đó sẽ được cái thiệt căn, tức là cái lưỡi. Cái lưỡi mà tất cả vị chua, vị ngọt, vị gì, đắng cay gì để lên, nó đều biến thành vị cam lồ hết trơn. Nghe dễ hiểu không? Bây giờ lưỡi mình để lên có thành cam lồ không? Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rất là khó hiểu, nhưng mà không gì lạ. Bởi vì cái lưỡi của mình thường á, ai cho cái gì đắng để vô thì nó đắng, nó biết đắng. Cho cái gì ngọt để vô thì nó biết ngọt, nó biết ngọt, nó biết đắng. Nhưng mà nếu nó chỉ biết ngọt, biết đắng ngang chừng đó thôi á, thì nó là không có cái gì sai biệt. Nhưng mà nó sai biệt, cái biết ngọt á, thì muốn nuốt vô, còn cái biết đắng thì muốn sao? Muốn phun ra, phải không? Thì như vậy cái này đắng quá, cần muốn nhả. Còn cái ngọt thì mình muốn nuốt. Thì như vậy có cái niệm thích ngọt, ghét đắng, thì lúc đó nó đã thành ra cái bệnh. Còn nếu mà đắng nó biết đắng, ngọt biết ngọt, ngang chừng đó thôi, nó không có cái thích, cũng không có cái ghét, thì đó là bình đẳng, cho nên được thành vị cam lồ hết. Còn tại mình không bình đẳng, cho nên rồi nó thành nó có đắng, có ngọt, có ngon, có dở, đủ thứ. Đó là nói những cái vị nơi mình. Còn nếu mà vị đó, nó là khi mà dùng cái lưỡi nó pháp á, thì tất cả những cái quỷ thần cho tới nhân dân, cho tới thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát rồi nhân dân đều đồng tới nghe và hướng về vị đó. Như vậy thì nói cho dễ nhận, dễ hiểu một chút. Tất cả chúng ta, ai mà sống trở về được với cái tánh vị, tánh vị tức là cái tánh của lưỡi, biết vị đó, nếm vị đó, trở về cái tánh vị đó, thì nó bình đẳng. Mà trở về tánh vị đó, thì tất nhiên mình sống trở về với cái thể thanh tịnh rồi, cho nên lời nào nói ra cũng là lời pháp, chứ không có nói sai, không có nói bậy. Còn mình bây giờ sở dĩ hay nói sai, nói bậy là tại vì mình chưa có trở về được với cái tri kiến Phật của mình, cho nên mình nói cái gì nó hay sai hay bậy. Tôi thí dụ như bây giờ chúng ta nói ra thì có người chịu nghe, có người không chịu nghe, là tại sao vậy? Bởi vì chúng ta nói ra với cái tâm bình đẳng hay bất bình đẳng. Nói ra thì chúng ta có cái tâm thiên lệch. Bởi thiên lệch cho nên người nào họ thích, mình thích họ, họ thích mình thì họ nghe. Còn mình không thích họ, họ không thích, thích mình thì họ không nghe. Như vậy thì có kẻ ưa, người không ưa. Còn nếu tâm mình nó bình đẳng, nói không có lệ, không bên trên bên nào hết, thì ai nghe cũng bình đẳng. Như vậy cho nên tôi nói ví dụ như ở trong chúng mình đó, có ai mà mít lòng với nhau rồi nhờ huynh đệ phân xử, và cái người huynh đệ đứng ra phân xử đó,
nếu người đó là cái người hơi thiên bên cái chú A thì khi xử chú B có bằng lòng không? À, chú B chú chống. Còn nếu thiên chú B thì khi xử chú B chú chống. Chỉ có cái người nào mà không có thiên bên nào đó xử thì họ mới chịu nghe, phải không? Thì mình nói ra mà mọi người chịu nghe là khi tâm mình nó không có kẹt mắt ở bên nào. Ở đây cũng vậy, bởi vì Bồ Tát đã sống trở về cái tri kiến Phật hay là trở về cái tánh giác của mình thì như vậy, cho nên nó bình đẳng. Bình đẳng cho nên lời nói nào cũng được mọi người ưa nghe à. Còn mình vì chưa được cái bình đẳng đó nên nói cái gì có người chịu cũng có người không chịu à. Đó là cái lẽ nó như vậy. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân họ trì hoặc đọc hoặc tụng hoặc giải nói hoặc biên giác được 800 thân công đức, được thân thanh tịnh như lưu ly sạch, chúng sanh ưa thấy vì thân đó trong sạch nên chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên lúc sanh lúc chết trên dưới tốt xấu sanh chỗ lành chỗ dữ vân vân đều hiện rõ trong đó. Và núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Di Lâu, núi Đại Di Lâu vân vân, các núi cùng chúng sanh ở trong đó đều hiểu hiện rõ trong thân, dưới đến địa ngục A Tỳ, đất trên đến trời hữu đảnh, cảnh vật cùng chúng sanh đều hiện rõ trong thân, hoặc là thanh văn như giác Bồ Tát cùng chư Phật nói pháp đều hiện sắc tượng ở trong thân. Như vậy thì đến đây nói về thân thì mình càng thấy rõ nữa, là bởi vì khi mà mình thọ trì kinh pháp qua là mình sống trở về với tâm thể thanh tịnh à, mà tâm thể thanh tịnh đó gọi bằng tri kiến Phật hoặc là gọi là bằng pháp thân hay gọi bằng Phật tánh vân vân, thì những cái tên gọi có khác nhưng đều chỉ cho cái tâm thể thanh tịnh sáng suốt của mình. Mà tâm thể thanh tịnh sáng suốt đó ở trong nó chứa cái tâm thanh tịnh, cho nên cái thân này nó cũng được ảnh hưởng. Tôi nói ví dụ như trong một cái miếng vải đen chúng ta trùm ở trên một cái thùng, ở dưới thùng đó chúng ta đốt một ngọn đèn sáng, thì miếng vải đen nó có vết đen không? Mình nhìn thấy, vì ở dưới là ngọn đèn sáng cho nên cái ánh sáng nó phản chiếu ra, thì cái tấm vải đen chúng ta thấy nó cũng hơi sáng sáng, phải không? Còn nếu mà tấm vải đen trùm trên cái thùng mà thùng đó không có đèn thì thấy đen không? À, như vậy thì cũng vậy, nơi chúng ta nếu mọi người mà cái tâm mình nó u à, người thân nó có cái giả là mặt mày áo não nhìn thấy nó buồn lây thiên hạ. Còn nếu trong tâm mình mà có cái hờn giận ai thì nhìn mặt thấy sao? À, cái mặt tư giả bọn đeo, phải không? Còn nếu tâm mình được cái gì vui mừng thích thú thì dọn mặt thấy sao? À, tươi cười, ai thấy mà cũng muốn cười lây à. Như vậy thì ở trong nó chứa cái gì tốt thì nó hiện ra ngoài cũng có vẻ tốt, mà trước chứa cái gì xấu thì nó hiện ra ngoài cũng có cái vẻ xấu. Theo đó nó không có khác. Bởi vậy cho nên đây nói rằng người trì kinh pháp qua vì người giải nói, tức là tự mình nhận ra sống được với cái tâm thể thanh tịnh đó rồi, hay là cái tri kiến thanh tịnh rồi, thì cái thân này cũng theo đó mà được thanh tịnh à. Thì đó là nói để chúng ta hiểu ý, nghĩa là cái thân nó ảnh hưởng từ cái tâm. Nếu tâm thanh tịnh thì thân cũng theo đó được thanh tịnh à. Lại nữa, thường tinh tấn, sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này hoặc đọc hoặc tụng hoặc giải nói hoặc biên chép thời được 1200 ý công đức, dùng ý căn thanh tịnh đó nhẫn đến nghe một kệ một câu suốt thấu vô lượng vô biên nghĩa,
hiểu nghĩa đó rồi có thể diễn nói một câu kệ đến một tháng, bốn tháng, nhẫn đến một năm. Các pháp nói ra tùy nghĩa thú kia đều cùng thiệt tướng, chẳng trái nhau. Nếu nói kinh sách trong đời, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp nuôi sống v.v. đều thuận chính pháp. Sáu đường chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên, lòng nghĩ tưởng, lòng động tác, lòng hí luận, hãy đều biết đó. Dầu chưa được trí huệ vô lậu mà ý căn thanh tịnh, như thế người đó có suy nghĩ, tính lường, nói năng, những chi thời đều là Phật pháp cả, không có gì là chẳng phải chân thật, cũng là lời trong kinh của các Phật phở trước nói. Ở đây nói về cái ý căn thanh tịnh, nói rằng nếu vị Bồ Tát mà được ý thọ trì đọc tụng, hoặc là vì người giải nói kinh Pháp Hoa này thì được cái ý căn thanh tịnh, mà ý căn thanh tịnh rồi thì những vị đó nên là nhớ suốt hết những cái kệ kinh mà mình đã học, rồi nói suốt hết những cái bài kệ câu kinh, tuy nó ít nó ngắn mà có thể mình nói thời gian rất là dài cũng không hết. Rồi lại nói rằng mình nói cái lời nào dù cho chuyện thế gian mình nói hồi cũng hợp với chánh pháp thì những điều này quý vị tin không? Nếu cái người nào mà họ thâm nhập kinh tạng rồi, tâm họ thanh tịnh rồi, thì cái lời nói của họ dù họ nói chuyện đời nhưng mà hồi cũng thành đạo mất, phải không? Còn người mà không thâm nhập á, ngồi thì ngồi rất đạo, đạo hồi thì nó thành sao? Nó thành đời mất, phải không? Đó. Cho nên cái người chánh mà nói pháp tà thì pháp tà cũng trở thành chánh, còn người tà mà nói pháp chánh thì pháp chánh cũng trở thành tà. Đó. Như vậy thì để thấy nghĩa là khi tâm mình thanh tịnh thì tất cả cái lời nói, cái ý nghĩ của mình đều theo đó thanh tịnh. Vì vậy cho nên cái ý nghĩ đều đúng với chánh pháp, cho nên thốt ra lời nói đều là hợp với chánh pháp. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây Phật diễn tả sáu căn của chúng ta khi thọ trì kinh Pháp Hoa và diễn nói kinh Pháp Hoa được công đức như vậy. Nhưng mà tôi đặt câu hỏi lại, tôi nói như tôi thì cũng có giảng sòn sòn 2-3 lần kinh Pháp Hoa rồi, mà quý vị thấy tôi được cái nào trong mấy cái này chưa? Chưa được gì hết. Còn thôi tôi thì cũng tầm thường đi. Hòa thượng Vạn Đức là người dịch ra rồi giảng nói cũng nhiều lần, hòa thượng được cái nào trong này chưa? Như vậy thì sao? Thì đây Phật nói nó có sự thật hay không? Nếu mình mắc kẹt trên chữ, trên nghĩa đó, thì mình thấy nó không có sự thật. Nhưng mà nếu mình nhìn theo cái lý kinh đó, thì đó là một lẽ thật không nghi. Tại sao vậy? Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy, kinh Lăng Nghiêm và kinh Pháp Hoa là hai bộ kinh ảnh hưởng lẫn nhau. Như vậy thì kinh Lăng Nghiêm là nói cắn, nói rõ ra, kinh Pháp Hoa là nói ẩn, nói qua những cái biểu tượng, cho nên mình đọc mình thấy khó hiểu. Bây giờ trở lại sáu căn, nói là mình trì kinh Pháp Hoa thì sáu căn chính, sáu căn này là thân cha mẹ sanh ra, phải không? Mà nó được thanh tịnh chứ phải tu luyện chứng A La Hán được lục thông rồi nó mới biết hết những chuyện gần xa, mà ngay đến cái thân phàm phu mà vẫn biết được tất cả, thấy tất cả, nghe tất cả, ngửi tất cả, nếm tất cả và xúc chạm tất cả, cũng như là hiểu tất cả. Thì như vậy sáu căn nó được cái diệu dụng. Được cái diệu dụng đó là từ đâu có? Bởi vì cái thể của tâm nó không có sáu, nhưng mà cái dụng của nó thì nó biến thành sáu. Cho nên kinh Lăng Nghiêm nói rằng nhất tinh minh sanh lục hòa hợp, phải không? Từ một cái tròn sáng ở trong
rồi nó sanh ra phát ra sáu cái hòa hợp. Mà cái này tôi thường giảng, tôi hay dùng cái thí dụ, tôi nói là như có cái nhà có sáu cửa, cửa cái, cửa sau, rồi bốn cái cửa sổ. Ê, ban đêm trong nhà thắp một cái đèn neon sáng. Bây giờ có người đứng ngoài xa, họ muốn biết trong nhà này có thắp đèn hay không có thắp đèn, thì họ nhờ đâu họ biết? Nhờ cái ánh sáng nó phát ra các cái cửa đó, phải không? Nhưng mà cái ánh sáng phát ra các cửa đó, cái hình dáng nó giống nhau không? Nó phát ra cửa cái thì hình dáng nó lớn, nó dài. Cửa sau thì hình dáng nó nhỏ, nó hẹp mà nó cũng dài. Nếu mà cửa sổ thấy nó như vuông, chữ nhật. Thấy cái hình dáng của ánh sáng nó có khác. Nhưng mà ánh sáng có khác không? Hình dáng của ánh sáng thì có khác, nhưng mà cái ánh sáng không khác. Đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị, lỗ tai nghe tiếng có biết không? Biết không? Nghe tiếng là biết, chứ không biết là được. Không biết sao biết nghe. Con mắt thấy cảnh, có biết không? Có biết mới thấy, nói là tôi thấy, chứ không có biết làm sao nó thấy được. Thì lỗ mũi, ngửi mùi có biết không? Như vậy thì sáu căn đều có cái biết. Nhưng mà cái biết đó, nó chưa có cái dụng. Ví dụ như con mắt thấy sắc, mà chỉ thấy thôi á, thì cái biết đó biết một cách dựa biết thôi, chứ nó không có phân tích sắc đẹp, sắc xấu, hay là đáng ưa không đáng ưa. Nghe tiếng thì có nghe. Người ta chửi, cũng biết ta chửi, người ta khen cũng biết khen. Nhưng mà mình không có phân tích tiếng chửi đó là nặng, là nhẹ, tiếng khen nó là hay là dở. Thì như vậy cái biết nghe, biết thấy, biết ngửi, biết nếm, biết xúc chạm vân vân, cái biết đó là mình sẵn, là không có hai. Nhưng mà qua cái lỗ tai thì nó chỉ nghe được tiếng, qua con mắt thì nó chỉ thấy được sắc. Nghĩa là qua mỗi cái gì thì nó có cái khả năng riêng của nó, chứ còn cái thể chung của nó không có khác. Cũng như qua ánh sáng, qua cửa sổ thì có cái tướng khác, qua cửa cái tướng khác, qua cửa sau có tướng khác. Nhưng mà ánh sáng của ngọn đèn bình đẳng, phải không? Cái ánh sáng của ngọn đèn bình đẳng ra sáu cửa, nhưng vì cửa có sai biệt cho nên nó có cái dụng khác nhau, có cái tướng khác nhau. Thì như vậy khi chúng ta ở ngoài nhìn thấy ánh sáng, ví dụ như ở phía trước nhìn thấy ánh sáng từ cái cửa cái ra, thì mình cũng biết đó là ánh sáng của ngọn đèn. Rồi từ cửa sau nhìn ánh sáng từ cái cửa sau ra, thì mình cũng biết đó là ánh sáng của ngọn đèn. Rồi nhìn ánh sáng từ cửa sổ ra, cũng biết đó là ánh sáng của ngọn đèn. Thì như vậy tất cả cửa nó phát ánh sáng, mình đều biết đó là ánh sáng của ngọn đèn. Bởi vậy cho nên chúng ta tu sáu căn, căn nào chúng ta biết quay về thì đều trở về với cái chân thật của nó. Nhưng biết là ánh sáng của ngọn đèn mà có thấy ngọn đèn chưa, nếu chúng ta còn đứng ngoài, như vậy thì chưa thấy được ngọn đèn. Mà muốn thấy được ngọn đèn thì chịu khó bước vô cửa lắm mới thấy, phải không? Ở ngoài chỉ thấy ánh sáng ngọn đèn, biết đó là có ngọn đèn, phải không? Thấy ánh sáng ngọn đèn là biết có ngọn đèn. Thì cái đoạn này tôi nói hổng lại là trong phần Phật thị, Phật tri kiến và ngộ Phật tri kiến. Đó là chỉ cái Phật tri kiến cho mình, và mình thấy được, nhận được cái Phật tri kiến. Thì như vậy ở đây có chỉ Phật tri kiến chưa? Thì Phật tri kiến nó hiện lộ ở sáu căn, phải không? Chỉ rõ ở sáu căn thanh tịnh thì đó là cái tri kiến Phật cái gì. Nhưng mà mình nhân đó mình nhận được, hiểu được nơi mình có cái tri kiến Phật, nó phát ra ở sáu căn, nhận được cái đó thì gọi đó là ngộ Phật tri kiến. Như vậy thì thị và ngộ nó đã rõ ràng. Không khi nào chúng ta ngờ vực được, thấy cái ánh sáng phát ra
từ cái cửa cái và cửa sổ mà mình nói của ngọn đèn. À, thì như vậy thì sáu căn mình có cái xác ra, thì cái xác đó là của tâm thanh tịnh hay là của cái tánh giác đó. Từ mình có tánh giác cho nên mới sáu ra sáu căn có cái xác. À, mà tánh giác nó gọi là tinh minh, à, nhất tinh minh. Tinh minh nó là một nhưng mà phát ra thì có nhiều. Bởi vậy cho nên khi chúng ta ngồi tu mà nếu lúc nào đó tâm chúng ta nó yên tĩnh, không có dấy động, thì lúc đó sáu căn chúng ta cảm thấy như có một thôi, nó không còn sáu nữa. Còn nếu nó lắm nó nghe tiếng thì lúc đó chỉ có cái nghe tiếng. Nó nhìn cảnh mà thấy bóng gì đó nó giòn, nó chú ý thì tự nhiên lúc đó chỉ có cái thấy thôi, chứ còn mấy cái kia nó không có, nó không bị khuất đi, ảnh đi. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng ở đây Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta biết rõ nơi sáu căn mình đều có cái tính giác nó hiển lộ ra. Nó hiển lộ ra từ sáu căn. Nếu mà mình nhận được cái tính giác đó thì mình biết trở về từ nơi sáu căn đó mà trở về tìm lại cái sống trở lại với cái thể chân thật của nó, gọi là tri kiến Phật hay là gọi là pháp thân hay là gọi là vô sư trí vân vân. Thì cho nên trong nhà Phật hay là nhất là trong nhà thiền thường dạy mình tu là phải sao? Phản quan tự kỷ bổn phận sự, tức là quay cái ánh sáng trở về cho mình, đó là cái bổn phận của mình. Như vậy thì nương cái ánh sáng bên ngoài mà mình trở về tìm lại cái gốc đó. Thì giống như là chúng ta nương cái ánh sáng của ngoài cửa, biết có đèn thì bước vô cửa chúng ta mới thấy được ngọn đèn đó. Vì vậy mà trong Kinh Lăng Nghiêm thì Phật nói về cái nhĩ căn nhân thân đó, rồi cũng là phản văn từ tánh đó, phải không? Từ cái tánh nghe mà mình trở về để thấy được cái thể trùng khắp của nó. À, thì như vậy nương một cửa chúng ta để trở về được với cái thể chân thật của nó. Như vậy thì Kinh Lăng Nghiêm nói như vậy, trở về cái từ tánh nghe mà trở về, tức là từ cái cửa lỗ tai mà trở về tánh của nó. Còn mình tu thiền đây, từ cái nào trở về? À, tại sao mình trở về từ cái ý lưỡi nè, ý nha. Mà thực ra cái ý mới là chủ chốt. Tại sao? Bởi vì cái ý nó có thể chạy làm việc với năm cái kia được, phải không? Mà năm cái kia không làm việc với cái ý được. Bởi vậy nên cái ý là cái chủ mà nó khuấy động. Nương lên lỗ tai thì nó nghe tiếng để phân biệt hay dở, rồi nó giận, nó buồn, nó thương, nó ghét. Nương cái mắt nó cũng phân biệt, rồi nó cũng giận, buồn, thương, ghét. À, như vậy thì nương cái nào nó cũng giỏi phân biệt để rồi sanh ra cái buồn, thương, giận, ghét. Thì bây giờ cái chú ý chú đã lăng xăng như vậy thì bây giờ mình tu mình phải làm sao? À, chú là chủ động cho nên chúng ta phải gây với chú mà đè cổ chú xuống, phải không? Cho nên vì vậy mà trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy đó, chế tâm nhất xứ vô sự bất biến đó. À, tức là kèm giữ tâm một chỗ thì việc gì cũng xong hết. À, thì như vậy tức là đè đầu chú xuống thì việc gì cũng xong. À, mà đè đầu chú là chú nào? Tức là tâm viên ý mã đó, con khỉ con vượn mà mình nó đưa nhào lộn tự nhiên đè nó xuống cái thì yên. À, vô hỏi nó không hiểu tại sao mình phải theo dõi nó chi vậy? Bởi vì ý là cái mà nó tạo nên tội, nên nghiệp. Bây giờ mình theo dõi, mình đừng có bị nó giận, mình đừng lệ thuộc nó, thì tức là nó hết khả năng tạo tội. Không tạo tội, tạo nghiệp thì còn gì nữa mà thành nghiệp để dẫn mình đi trong luân hồi. Cho nên cái gốc tu là phải đi thẳng từ cái ý. Đó. Vì vậy mà chúng ta mới thấy cái đường lối tu của mình là đi thẳng về cái ý. À, trở về cái tánh biến của cái ý. Là tánh biến của cái ý đó
Như vậy thì cái ý căn mà thanh tịnh thì tất cả cái kia nó thanh tịnh theo, chứ không có gì. Thì chẳng khác nào như mình muốn thấy ngọn đèn thì mình phải đi từ cái cửa cái, biết cái ánh sáng từ cửa cái mở mà có ánh sáng đèn phát ra, thì mình nương ánh sáng của cửa cái bước vào khỏi cửa thì liền thấy ngọn đèn, chứ không có nghi ngờ gì nữa. Đó, đó là cái ý nghĩa của cái phẩm pháp sư đây. Thành ra phẩm công đức pháp sư đó, hay là pháp sư công đức đó, là để chỉ rõ rằng ở mọi người chúng ta nếu biết trở về cái tri kiến Phật á, và đem cái tri kiến Phật đó giải nói cho người nghe, thì mình sẽ được cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh cho nên ý căn thanh tịnh, từ ý căn thanh tịnh cho nên nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh ý đều thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh cho nên có cái diệu dụng trùng hết, biết hết, hiểu hết, không nghi ngờ. Khỏi chưa có chứng được lục thông mà mình cũng vẫn sáng suốt như người chứng lục thông. Bởi vậy nên các thiền sư tuy chưa có chứng thần thông mà cũng vẫn nói sáu căn là lục thông, phải không? Lục thông là chỗ đó đó. Đó, thì như vậy ở trong đây Phật nói quá rõ, không có dấu giếm chúng ta chỗ nào. Đó là chỉ chúng ta thấy nơi mình có cái tri kiến Phật, từ sáu căn đó mà mình hướng nó trở về thì sẽ thấy rõ không nghi ngờ. Hoặc ngược lại, mình sống trở về tri kiến Phật thì sáu căn nó phát ra cũng là thanh tịnh giống như cái tri kiến Phật. Rồi đọc tiếp.